Rồi, hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở về với kênh của Vũ Linh ha. Này là lô chữ K nha anh em. Rồi, anh em chốt hàng thì nhớ giùm em cái mã là chữ K, liên hệ trực tiếp giùm em là 0972 949 527. Anh em xem thì nhớ cho em xin một lượt đăng ký kênh và một nút like ha anh em. Địa chỉ của em là nằm ở xã Trung Hưng ha, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Cách chợ tầm cả 200m nha anh em, cách chợ ngã tư tầm 200m á. Rồi thì cũng như thường lại ha, chốt hàng không có cần phải đặt cọc tiền, bởi vì mình xem con máy cho nó phù hợp với công việc của mình phải chốt nha. Cái nguyên con máy từ trên tới xuống dưới đó, cái nào không hiểu thì hỏi nha anh em. Cái nào không hiểu thì hỏi trước, mình phải cho địa chỉ. Đó. Đó, anh em chốt con máy trên đây sao thì em sẽ giao con máy nó y chang như vậy ha. Đó, còn ví dụ như thay đổi này kia, ví dụ tay lái, tay ga đồ này kia đó, anh em thay yêu cầu thì em sẽ thay đổi mấy cái đó thôi. Chứ trên đây sao là em sẽ bán như vậy ha. Rồi một con máy sẽ bao ship tặng nhà cho mình, tặng kèm theo 6 món phụ tùng đi kèm nha anh em. Tại vì đeo lưỡi, tháo mugi, phát cước, lục giác 4 và cản cỏ là 6 món phụ tùng đi kèm cho mình ha. Và được bao ship tặng nhà, hàng đến nơi mình được quyền kiểm tra máy, nổ máy xong mình mới thanh toán tiền. Đó. Rồi máy hôm nay là gồm có Honda GX35 nè, Makita 4 thì, Isuzu Komatsu con đó gồm bóp zin luôn. À đây có con Makita 264 nè, hổm gầy hồi tối lên thêm một con đó, ba bốn anh chốt sao mà hụt nữa đó, anh em coi nhắm là làm được, lấy hai con này, này siêu mới luôn. Magu 26 Top Soul, đây TH23, hồi sáng anh nào hỏi TH23 đó mà em kiếm hoài không gặp, nay sao lính em nó lục ra có nè, đó thì coi ưng ý thì chốt rồi ha. Cơm 23, ba con này là kêu Git Echo, ba con này là thuộc dạng mà nồi đồng có đá, ba con máy mà trâu bò cho anh em đi phát cước rồi này kia, đó là ngon, là ba con này mà giá nó mềm đó. Makita Cốc, cặp Echo Gen cực kỳ tiết kiệm xăng luôn đó, và ba con này là ba con Tanaka ha. Đó, và con đầu tiên là con Maruyama nha anh em. Rồi em sẽ nhắc lại một lần nữa ha, giá này là em đã bao ship cho mình rồi, tặng kèm theo 6 món phụ tùng đầy đủ, hàng đến nơi được quyền kiểm tra nổ máy xong mình mới trả tiền. Đó, về chỉ việc xăng và nhớt là sử dụng thôi, không thêm cái gì nữa hết. Rồi em vô con đầu tiên Maruyama, con này là 30cc nồng 20 ly nha anh em, xin lỗi anh em, nồng 30 ly 20cc. Rồi cái dòng Magu là chạy chế của anh Gồ nè, dòng Magu là bền, dễ nổ, tiết kiệm xăng, hư phụ tùng nó nhiều. Con này máy móc nguyên zin, là con này tực cái là tum gời luôn nha anh em. Lóc dập da băng nè, máy móc nguyên zin hết nha, khá đẹp nha anh em, khá đẹp. Mà giá nó có chịu 2 thôi, mà được cái tum gời, tum nhôm nữa nè anh em thấy không? Nó còn mới chát luôn á, mà lý do cái áo của nó nè, cái áo nó bị bể á. Bị bể em bán cái giá xả, cái giá lỗ cho anh em luôn ha, 1.2 triệu thôi. Chứ thông thường mấy con này tới 1.5 triệu lần nha anh em. Thông thường mấy con này 1.4 triệu, 1.5 triệu đó nha. Đó, cái áo nó bị cái áo này nè, bán cho anh em 1.2 triệu thôi. Đó, bán phải gọi là cái giá thanh lý luôn á, làm biến đi kiếm áo chứ không phải là cái gì chứ, làm biến đi lục. Đó, tay lái thì em chưa gáp nè, anh em muốn gáp một tay lái nhỏ, tay lái tròn á thì báo ha. Còn muốn lên hai tay thì em dẫn gáp cho mình miễn phí hết, cần trắng cỏ đầu bò xin hết nha anh em. Đó, con này giá 1.2 triệu rồi, giá bao thơm luôn, trong gời trong nhôm, tháo ra gáp được xịt thuốc luôn nha. Quá ngon. Rồi K1 1.2 triệu anh em, em qua con K2. K2 là dòng Tanaka chữ A nghe nè. Tanaka này chữ A ha, Tanaka này đời cao nè, chạy cực kỳ là tiết kiệm xăng luôn. Đó. Rồi con này là nồng 32 ly 22cc nghe nè, máy móc nguyên zin đẹp ha. Máy móc nguyên zin rất là đẹp luôn, giá có 1.3 triệu thôi. Đó, con này chạy chế quanh gọt, chế tiết kiệm xăng cho anh em luôn ha. Le này kéo xuống là đóng nghe nè. Kéo xuống như vậy là đóng e ha. Đó, kéo lên là mở dưới bơm xăng bên đây. Máy móc zin đẹp, lóc lá xé hới luôn, về về trắng phiếu. 1.3 triệu thôi anh em, con này có 1.3 triệu thôi, giá bao mềm luôn ha. Ở tôm nhựa zin hết, nguyên zin hết nha, mugi đứng nè, chạy phải gọi là gam ti, phải gọi là tạch, nghe sướng lỗ tai lắm. Tay lái là hai tay ha, ga hai chế độ luôn. Cái ga này đúng rồi, còn hai chế độ nè, tự trả nè. Đó, còn anh em muốn chết thì cột đó lại ha. Cần zin ở trắng cỏ chưa có, đầu bò zin nha, nói chung là nguyên zin. Xăng nữa.
mai mốt chăm nhiều nhiều vô. Nó săn cái này mắc mà chăm nhiều nhiều đi, có gì đâu sợ. Rồi, 1.3 nha anh em. Nói chung máy móc nghiêm chỉnh ngon lành hết mới gửi. Trước khi gửi anh em còn nổ máy, còn gắp dao gì chạy thử nữa. Đến tay mình được quyền kiểm tra nổ máy xong mình mới trả tiền, mà sợ lo gì mấy cái đó. Rồi, K3 là con này là cũng là dòng Tanaka nha. Tanaka này là giật ngoài hè nè. Đó, Tanaka giật ngoài hè ha. Con này nồng 31 liền anh em, 20cc ha. Con này cũng phải là thuộc cái dạng là siêu phẩm nha. Siêu phẩm siêu đẹp luôn. Đó, nhìn nè. Cái dàn hơi là cái buji nè, mới chát luôn. Đó, giá có chiều 2 là giá có ghé bèo luôn. Đó, 2011, 2011 ha. Đó, con này là chế quan gồ, chế tay đỏ luôn anh em. Cực kỳ là tiết kiệm xăng luôn. Dòng này chạy cực kỳ bốc nha. Đó là lý do là cái chụp giật nó nằm ở ngoài này nè, là kiểu như nó không có được thẩm mỹ, với lại nó đúng rồi, nó không có thẩm mỹ, với lại ít anh em xài á, bởi vì bán cái giá nó rẻ thôi, chứ mấy con này thật ra là đồ toàn là đồ đề cao, đề mới không. Chế tay đỏ là anh em biết là cái máy là đề cao rồi đúng không. Đó, thêm cái nữa là lửa như lửa Trung Quốc mới mình đi đó. Nhưng mà con này em bao zin hết nha, sau này hư đồ rất là dễ thay, tum nhôm luôn nè, thấy không, tum nhôm luôn, cực kỳ là chắc chắn luôn, tum chưa chóc nước sơn luôn, quá đẹp. Tay lái 2 ga chết ha, cần chắn cỏ đầu bò zin cho anh em mình hết, 1.2 thôi, giá bao rẻ cực kỳ luôn. Dây giật mới chát luôn nha nè, dây giật mới chát luôn ha. Rồi, K3 1.2 ha. K4 là con máy hệ nha nè, Tanaka chân trống nha. Tanaka chân trống 230 nồng 32 ly 23cc. Dòng máy siêu VIP nè. Con này cũng phải gọi là mới keng luôn, mới cáo luôn, chứ không có nấu gì hết trơn. Đó nè, ốc nè, dàn khe. Đó, dàn khe hết nha. Đó thì con này giá 1.5 triệu nha anh em. Con này thì chạy là cực kỳ bốc, cực kỳ mạnh luôn. Con này là anh em chặt có cứng, đập cước là thoải mái nha. Chạy rất là lanh, rất là mạnh nha anh em. Chạy siêu mạnh con này luôn á. Đó, con này bán rất là nhiều rồi. Chạy phải gọi là quỷ khóc thằng sầu luôn. Chạy cực kỳ mạnh luôn anh em. Đó, con này tum nhựa ha. Công tắc đây, tay lái hai tay ra chết nè. Cần chắn cỏ là bò Zenith. Anh em nghe cái tiếng nổ con này rồi sẽ biết nó sẽ chạy như thế nào. Rất là bao mạnh anh em, xăng muốn hết rồi anh em thấy không? Bởi vì nó lên ga nó hơi chậm tí xíu, anh em châm xăng vô đầy đủ là mướt à. Tại vì chắc nó hết xăng rồi, mang đợi nó châm hết. Rồi, K4 1.5 triệu nha anh em. K5 ha. K5 chứa đi. Nói chung hai con này nó cũng y chang nhau, nó chỉ khác cái dáng bên ngoài thôi, chứ động cơ máy móc thì nó cũng y chang nhau thôi. Rồi, QX Echo Gen, con này là nồng 32 ly, 23cc anh em. Mấy con này thì chạy là cực kỳ là lợi xăng luôn. Chạy phải gọi là chạy mà nó cái độ mà hao xăng cũng như là không hao vậy đó. Kiểu như mà chạy có mùi xăng là nó chạy được á. Chạy tối ngày luôn chừng 2 lít xăng anh em. Dòng này chạy cực kỳ là tiết kiệm xăng luôn. Rất là thích hợp cái thời điểm này nè. Cái thời điểm này mà trời ơi xăng thì nó mắc như quỷ vậy đó. Đó, lấy mấy con này về nó chạy đỡ hao xăng ha. Nồng 32 ly 23cc. Xài gia đình rất là ok nha anh em. Dòng này chạy rất là ổn định nha. Đây cho gen ha. Đó, chế quanh gồ nè, lóc hình như có giật da băng luôn nè. Đó, máy móc nguyên zin nguyên bản hết nha anh em, hình thức khá đẹp ha. Ở tâm nhựa. Ở kêu gít đây show ha, mấy cái ốp eo này nữa em gáp đầy đủ cho mình hết nha. Ở ga và công tắc trên tay luôn, xuống là tắt, lên là chạy ha. Cần đầu bò rồi là zin hết nha anh em. 1.3 thôi. Cực kỳ hay luôn. Thôi cực kỳ cần. Rồi K5 1.3 nha anh em, nổ hơi gọi tiếng siêu đã luôn, tạt 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 nghe đã lô tài ha. Rồi tiếp theo là con K6 nè. K6 này thì cũng nó đâu đó, nhưng mà cái kiểu này là cái kiểu khác nha anh em. Nó cũng là hình thức máy móc dên déo lửa củi rồi nó cũng y chang á. Nhưng mà cái đời này thì là gần như anh thì nói chung nó cũng y chang nha thôi, chứ nó có khác gì đâu trời. Nó chỉ khác cái bộ chế thôi. Đó, con này thì nó được cái là bộ chế hai kim chỉnh các em. Đó, được cái bộ chế đồng tiền ga hai kim chỉnh nè. Đó ha. Nó về thiếu nữa gáp đầy đủ cũng 32 ly 23cc các em, máy zin hết á. Zin đẹp. Đó, con này được cái tum nhôm luôn nè. Đó, 203 là 32 ly các em.
23cc ha. Đó chứ không phải là 20cc đâu nha, nhiều anh không biết. Đó, tum nhôm luôn, cực kỳ đẹp luôn, xịn sò ha, tum nhôm chạy không bao giờ bị hư rồi. Đó, hai tay lái, xét chân này nữa thay cho anh em tay khác ha. Anh em muốn xài xài, không thích thay vẫn thay cho mình hết nha. Đó, cần trắng cỏ đồ bò zin hết nha anh em, chịu ba thôi. Rồi K6 1.3 nha anh em. Thì anh em chốt hàng thì liên hệ trực tiếp giùm em là 0972 949 527. Anh em xem thì nhớ cho em xin một lần đăng ký kênh ha. Rồi K7 là cái dòng này là dòng Makita Cốc nha anh em, Makita Cốc ha. Nồng con này là 31 ly, 21cc nha. Con này máy, con này siêu mới nha anh em. Con này phải gọi là siêu đẹp, siêu mới luôn. Đó, con này nồng 31 ly, 21cc, máy móc nguyên zin rất là đẹp nha. Con này thiết kế rất là gọn nha anh em. Đó, rất là gọn luôn. Đó, chụp giật đẹp cực kỳ luôn nè, thấy không? Mình săn lớn zin mới chát luôn. Con này 1.4 nghe nè. Con này là chạy chế quanh gồ chế tay đỏ luôn nè, dòng Makita Cốc, nhưng mà cái dòng này là dòng đời cao nghe nè. Dòng này nó chạy rất là ngon nha. Đó, Makita ở sau lưng này nó đóng chữ nổi cho nè luôn nè. Đó, cái dòng này là hầu như là lên bao nhiêu là kiểu là bị lụm hết trơn bao nhiêu á. Tại vì sao nó rất là gọn nhẹ nhưng mà nó chạy cực kỳ bóp luôn, cực kỳ giòn luôn. Ở bồ sáng chân nè anh em thấy không, quá đẹp, quá xuất sắc luôn, có chân bảo vệ cho mình luôn. Và ga của nó là ga hai chế độ luôn anh em. Ở chế độ này như là ga bóp nè, à, tự trả nè. Đó, còn chế độ này là ga chết nè, ở thấy không, chết chỗ nè, buông ra nhảy về hết. Cần trắng cỏ đầu bò zin cho anh em hết, anh em nghe tiếng máy nữa. Rồi 1.4 ha cho K7. Rồi tiếp theo là K8 nè, K9 và K10 là ba con Kyugit Echo, dòng ba con máy mà nồi đồng có đá đó anh em. Nồi đồng có đá mà chạy mạnh như trâu như bò vậy đó. Đó, chạy phải gọi mấy con này là chạy siêu mạnh cho anh em luôn, siêu khỏe luôn ha. Thì con này là Kyugit Echo 209 nồng 32 ly 23cc. Thì hai con bên đây là 253 nồng 32 ly 25cc nha anh em. Đó, thì cặp ba con này thì nói chung mấy con nào nó chạy cũng mạnh hết. Con này 23cc đó nha, còn hai con này là 25cc. Anh em tập cước nhiều, chặt cây gây đồ này kia thì lấy cặp này chạy là bao lực cho mình luôn. Đó, chạy phải gọi là bao lực, cặp này là bán nhiều lắm rồi. Đó, thì mấy con này thì tất cả nó lên chế mới hết nha anh em, còn bao nhiêu lại là zin hết nha. Đó, con này thùng xăng dưới là mới nè. Đó. Rồi quay chi tiết con này cho anh em xem ha, máy móc liền lạc. Bình lớn zin. Đó, 209. Tum dài, tum nhôm nha, tum của Echo ha. Thì ba con này là ba bộ cần, anh em có thể về qua về lại gấp qua gấp lại là nó y chang nhau hết nha. Ở công tắc đây ha. Ở cái này thiếu nữa gấp đầy đủ hết, tay lái nó đổi cho anh em tay khác nha, tay này nó hư rồi. Ở cần đầu bò là zin hết nha anh em. Con K8 này 1.4 nha. Chạy rất là bốc luôn. Rồi con K8 này 1.4 nha anh em. Còn con K9, K10 thì giá nó 1.5 triệu nha. Ở con K9, K10 thì giá nó 1.5 triệu. Mấy con này thì chạy là phải gọi là úi dồi ôi, nó mạnh như quỷ luôn. Đó. Con này thì cái kiểu nó lại kiểu có đề nè anh em, không biết cục đề còn không biết. Đó, nhưng mà nói chung thì em làm giật cho nó nổ nghiêm chỉnh ngon lành hết rồi nha. Cái phần đề nói chung cái này em không có quan tâm, tại vì không có thời gian mà làm tới nó. Rồi thì cặp này cũng liền lạc lắm nha anh em, đẹp ha. Đó, thấy không? Sáng hới. Nồng 32 ly 25cc giá 1.5 triệu thôi, về đập cước là thoải mái luôn. Mấy con này nó chạy tương đương với mấy con Kyugit Echo 260 á nghe anh em. Ở nhiều khi Kyugit Echo 260 chạy còn thua mấy con này luôn á. Đó, mấy con này nó chạy mạnh lắm. Ở con này thì gọi là Echo đề, hoặc là anh em kêu tên khác Echo mổ dịch cũng được ha. Đó. Công tắc bên đây, này công tắc đây ha. Đó. Tay lái anh em muốn gáp tay nào thì nữa gáp sau ha anh em. Cần đầu bò là bao zin cho anh em mình hết nha. Rồi đồng giá 1.5 triệu cây nha anh em. Siêu lực nha, siêu mạnh nha.
Rồi đồng giá chịu gửi cây nha, anh em muốn thích cây lấy cây nào đó lấy ha. Đó, rồi tiếp theo qua con K11 nè. K11 là dòng này là cơ mít su nè, cơ mít su 2003 ha, đồng 32 ly 23cc. Đó thì cái dòng này là phải gọi là thuộc cái dạng máy hệ, máy VIP, máy đẳng cấp, nhưng mà hai con này luôn nè. Thuộc cái dạng hệ VIP đẳng cấp á, nhưng mà kiểu như nó không có được đẹp, bởi vì bán cái giá mềm cho anh em không nè. 1.4 triệu một con thôi. Thì con này là con cơ mít su 2003, đồng 32 ly 23cc. Nhưng mà em bao cho anh em đập cước và có cứng đâu này kia là thoải mái ngon lành hết nha. Ở tại vì cái vỏ hơi xấu mới bán cho anh em 1.4 triệu thôi, chứ thật ra cái giá thợ anh hết bà nó 1.3 triệu rồi đó, bán 1.4 triệu có lời lớn gì đúng không, lỗ luôn chứ lời, nó bao ship và tặng đồ cho nó đó. Nhưng mà con này thì anh em xài á, nó rất là bền, tiết kiệm xăng và cái độ ổn định nó rất là cao ha. Và sau này hư hao cái phần gì á, anh em mua mới là có hết, đó là đồ Trung Quốc mới, nó có nhái theo nha. Nhưng mà con này bao zin cho anh em 100% nha. Máy móc thì liền lạc nha anh em, máy móc thì liền lạc nha, nhưng mà nó không có được đẹp thôi, chứ liền lạc hết, không có bể dở gì hết nha. Chế quanh gồm một kim ở tâm nhựa ha, ở hai cục cao su nấm này, không thích thì lên tay thôi, gần ở đầu bò thiếu nữa cũng gấp zin nha anh em, 1.4 triệu thôi anh em, bao chạy luôn. Rồi K11 1.4 triệu ha. Đó, chạy gọi là siêu ấm luôn, siêu thì thầm luôn, chạy siêu đã. Rồi em qua con K12 anh em. K12 này là dòng Kawasaki ha, TH23 nè, ở nòng 32 ly nha, 23cc. Hồi chưa anh nào hỏi đó mà em kiếm hoài không gặp đó, em báo không có thì coi con này hợp nhãn thì lụm ha. Con này em bán cái dâm mềm 1.4 triệu thôi, chứ thông thường mấy con này tới 1.6 triệu, 1.7 triệu hoặc là 1.8 triệu nè. Đó, con này thì máy móc thì bao cho mình zin 100% hết. Cái dạng áo của con này á là cái kiểu như áo nó làm bằng bột hay gì đâu á, áo nó dẹt à, nó dẹt nó không có được đẹp đó. Chứ thật ra mấy con này cái giá trị, cái dòng này là dòng máy hệ không nghe anh em, chiếc máy móc thì bao zin cho mình hết nha. Đó, áo không được đẹp, chứ là áo bô này, như áo bô mới nè. Đó, còn bao nhiêu đây là zin hết, 32 ly 23cc đó, da băng nè, máy là bao zin cho anh em mình 100% hết nha, chưa thay thế gì hết, đó chỉ là thay cái vỏ ngoài nè, TH23 tâm nhựa ha, nó để là Isaki gì đó, cái cha nên biết TH rồi, bô còn sáng luôn nè. Đó, hai cục cao su nấm ha, không thích thì muốn gáp tay thì gáp thôi nghe anh em. Cái này hình như hoạt động hết được rồi, chừng nữa em sẽ làm lại nghiêm chỉnh nha. Cần đầu bò là bao cho mình zin hết nha, ở 1.4 triệu thôi, chạy là siêu im á mấy dòng này nè. Không? Chạy mấy cái dòng này thôi, chạy rất là sướng luôn. Mấy cái dòng này á, là mấy anh em thợ á, rất là ưa chuộng luôn đó, tại vì nó chạy rất là im đó. Bán con máy này phải gọi là cái uy tín rồi, nó đỉnh cao luôn á. Ừ, kiểu như bán con máy thời gian này, bán cái máy nó xài bền đó, nó xài bền, nó chạy nó ít xịu hao xăng à đó, mà mốt giới thiệu người này người kia nữa. Nhưng mà ngược lại nó, con máy này nó không có được đẹp đó, nếu như đẹp thì cái giá trị nó sẽ khác nữa nghe nè. Đó ha, rồi 1.4 triệu anh em, không quan trọng hình thức bên ngoài, lấy con này bao chạy bao ngon luôn. Rồi tiếp theo qua con K13 đó, thì anh em nhớ là chốt hàng liên hệ trực tiếp giùm em là 0972949527 nha anh em. Ở số điện thoại có Zalo luôn nha, đó anh em chốt hàng thì nhớ liên trực tiếp giùm em ha. Và anh em xem clip nhớ cho em xin một lượt đăng ký kênh, một dấu like nha anh em. Rồi con K13 này là con, này là con top bà Sun ở, con này là con top bà Sun ở, tên là gì ha, áo nó hơi bể bể ra tí xíu nha anh em đó, nhưng mà còn ok ha. Thì con này cái giá mềm nè, có thấy tên lạ lạ bán giá mềm cho anh em luôn đi, không biết cái giá này lời hay là lỗ nè, tại vì dính nó chung lô nè đó, không biết giá này lời hay lỗ, giá 1.6 triệu thôi, giá 1.6 triệu. Nhưng mà cái dòng này là dòng top Sun, nồng của nó là 34 ly 26cc, con này là chụp vượt trợ lực nhỏ luôn nghe anh em. Ở chế của nó là nhìn mũi chế không là xịn sò nè, 2-3 kim chỉnh luôn nè. Ở thấy không? Đó, và tum nhôm và thêm cái nữa ra bóp zin công tắc trên tay luôn. Đó, quá ngầu ha. Đó, quá là xịn sò, quá là ok luôn. Con này giá 1.6 triệu thôi anh em, 34 ly 26cc, chụp giật trợ lực. Đó, con này tum nhôm luôn nè, bô đen mông luôn, bình xăng dưới trắng sáng nha. Đó, zin hết, nói chung là nguyên zin. Giá 1.4 triệu thôi, ổ 1.6 triệu thôi ha, cho con K14. Đó, gần nè, tóp xuân bờ gồ nè, thấy không? Đó, tóp xuân bờ gồ 261. Đó, đầu bò đó là zin nguyên bản hết.
1,6 triệu cho con ca. Còn lên là chạy ha. Ở cái le này sao đây? Le đâu rồi? Đây 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 cái le này nha anh em. Như vậy là đóng le nha anh em ha. Còn mở cái gì là mở le nha. Đó, anh em lưu ý nè. Đó, rồi. 1,6 triệu con K13 ha. Con này về đập cước và co cứng là bao la thoải mái, chạy bao bền, bao mạnh luôn. Rồi, tiếp theo là con K14. K14 là cái dòng này là Maguyama nha anh em. Con này cũng phải giá rẻ phải gọi rồi. Quá rẻ luôn nè. Đó, bán giá thanh lý cho anh em không, giá mềm xèo luôn. Maguyama, con này là 34 ly 26cc nha. Thì dòng Magu anh em biết rồi, rất là bền, dễ nổ, tiết kiệm xăng, hư sau này phụ tùng nhiều, thợ thầy rất là dễ làm, dễ chỉnh sửa nha anh em. Đặc biệt con này Magu 2 sừng nữa mà giá có 1,7 triệu thôi. 34 ly 26cc là nghe anh em. Bình thường mấy con 23 không là giá nó cũng có 1,7 triệu rồi. Đó, con này 26 mà trợ lực luôn, giá có 1,7 triệu thôi. Đó, nhưng mà máy móc động cơ ở trong, từ trong ra ngoài vẫn là bao zin cho anh em mình 100% nghe hết nha. Đó, ví dụ như anh em nói tôi nó mà nói zin, họ anh em về mà thấy lô, ai mà biết được cái điểm lô nào đó thì cho luôn cái máy chứ không có nói nhiều. Đó ha, tại vì bán đâu ra đó đàng hoàng chứ không có vụ mà bán mà qua mặt được anh em đâu. Đó, qua mặt không có được, bao giờ được hết. Tại vì ở trên clip này đâu phải là khách lẻ mua không đâu, nhiều khi mấy anh em thợ rồi vô xem tham khảo đồ này kia nữa. Đó ha, điểm nào lô là anh em thợ biết liền. Nó lóc dập da băng nè. Ở máy nguyên zin 100% hết. Đó, tôm nhựa, tôm liền, công tắc đây ha, xuống là tắt, lên là nổ thôi. Tay lái là hai tay, đó, cần, chắn cỏ, đầu bò, đầu là zin hết. 1,7 triệu thôi anh em cho con K14 ha, quá đẹp luôn. Ba tư ly 26cc thì đem chạy co cứng đồ này kia là ngon lành hết nha. Rồi tiếp theo nè, K15 là con Makita 264 đồng 35 ly 26cc đó. Anh em nào tối chốt hộp nữa đó thì lụm nữa đây ha. Thì lâu lâu đâu miền đại nó gặp nó lâu xuống cho bán nè. Chế quanh rồi, chế zin, chế một kim, máy móc nguyên zin hết. Ở trong thì nó hơi tan xíu nhưng mà được cái là anh em nhìn nè, bình xăng nó trắng sáng luôn, nó trắng thôi là quá mới luôn, cực kỳ mới luôn anh em. Đó, bình xăng cổ cao con ngỗng ha, chụp giật chờ lật dây giật nè. Con này cái dạng đất xài mà để nó dính nước mưa nè, nó hơi sét cái này nè. Cái nó hơi ra tan thôi chứ không phải là sét. Đó, áo thì nó hơi bị nhẹ đi tí xíu nha. Đó, cũng giá 1,7 triệu luôn chứ con này mà không ấy là chắc cả 2 triệu á. Quá đẹp. Con này phải gọi là đẹp quá mới luôn, anh em nhìn cái bình xăng lớn là biết kìa. Nhiều khi sợ nó chưa châm xăng nữa không chừng nữa. Đó, 1,7 triệu thôi nha anh em. Công tắc ha, tôm nhựa hai cục cao su nắm. Đó, không thích thì lên hai tay hai gáp vô là xong, ngon lành. Đó, cần đầu bò rồi là xin hết. Đẹp nha anh em, rất là đẹp nha anh em. Ba mươi lăm ly 26cc anh em. Anh em về chặt có cứng hay là đập cước đồ này kia thoải mái hết nha. Giá 1,7 triệu. Đó, cho con K15. Tiếp theo là con K16, là cái dòng này là Isaki CZX 2006 nòng 34 ly 26cc. Đó, con này là thuộc dòng của Komatsu đời mới anh em. Con này xịn sò nha. Con này 1,8 triệu. 34 ly 26cc. Con này là chạy chế 2 kim, chế quanh gồ, chế 2 họng. Đó, một kim anh em thử cái này ra là sẽ thấy kim trong nha. Đó, chưa đụng chỉnh cái kim này luôn nè. Giá 1,8 triệu nha anh em, chụp giật trợ lực nè, rồi thêm cái ga bóp này rất là ngon nha. Đó, ga bóp này nó rất là dẻo luôn nè, thấy không? Công tắc nè, công tắc hệ luôn nha anh em, tắt là tự động mở về luôn. Đó, nội cái bộ ga này gỡ không chắc bán có 300 ngàn luôn. Quá xịn sò, nhìn cái bộ ga cái là phái liền. Đó, hai tay lái ha, xịn sò luôn. 34 ly 26cc ha, dòng này là động cơ Komatsu đời mới, nó chạy rất là tiết kiệm xăng nha anh em. Đó, dòng động cơ này thường thường người ta gọi là động cơ gì? Xăng chô, cái gì mà chô chô đó, nó nói chung ngu lắm ha, là cực kỳ tiết kiệm xăng. Đó, mấy dòng này là chạy bao tiết kiệm xăng luôn. Đó, giá 1,8 triệu thôi, giá cực kỳ mềm. Đó, cần zin nè. Đó, đầu bò zin hết nha, 34 ly 26cc nha anh em, trợ lực nè, rồi mua ghi đứng rồi chế hai kim quanh gồ luôn nha. Quá xịn sò, ra bóp zin nữa chứ, cái có 1,8 triệu à.
Rồi anh em chốt hàng con này nhanh tay nha, chần chừ là không còn đâu. Đó 1.8 triệu thôi. Đó, anh em chốt hàng thì liên hệ trực tiếp ha. Rồi tiếp theo con K17 là con Makita 4 thì nha anh em. Makita 4 thì ha, con này còn cái tem luôn nè. Nó thực sự hồi chắc nó rách luôn quá. Ở Makita 4 thì con này là 2650, nòng của nó là 35 ly nha anh em, công suất là 1.1 ha. Đó, đối với cái động cơ 4 thì anh em về trước tiên anh em nhớ là châm nhớt ngang mặt giùm em. Đó, ngang cái mí dưới này nè. Ngay cái mí dưới con ốc này ha, anh em mở ra sẽ gặp, để cái máy nghiêm chỉnh gì nha. Đó, châm xăng bên đây là chạy thôi. Đó, trong quá trình chạy thì tầm 5 lít xăng anh em mở ra đổ nhớt bỏ thay nhớt khác ha. Đó là Makita 4 thì thì chỉ là có nhắc gì thôi chứ không cần nhắc gì nữa hết. Máy móc thì nguyên zin hết. Đó, máy móc thì nguyên zin hết nha. Lè kéo lên là đóng nè. Đó. Vũ bơm xăng này nghe nè, chế quanh gồ ha. Máy móc là zin hết, Makita đóng chỉ nổi luôn. Đó, Makita chỉ nổi luôn nè anh em thấy không? Quá ngon. Chỉ nổi với mấy dòng chỉ nổi là mấy dòng đề cao không nghe nè. Đó, bô nó còn sáng trưng để chỉ Makita còn luôn nè. Con này giá 2.1 triệu thôi nghe nè, giá 2.1 triệu ha, tùm liền. Đó, con này là một tay lái ha, ga là anh em bóp vô mới lên ga được nha. Còn không thích muốn lên hai tay em đổi cho mình miễn phí hết, cần trắng cỏ đầu bò là bao cho anh em mình zin hết nha. 2.1 triệu thôi anh em. Quá êm, cực kỳ êm luôn, 4 thì phải chạy như vậy ha, siêu êm á. Rồi, K17 ha, 2.1 triệu, Makita 4 thì. Rồi, tiếp theo là con K18 con cọp nè anh em ơi. Đó, mà lâu lâu mới bắt về được con cọp nè. Honda GX 35, hàng này là hàng nghĩa địa Nhật, hàng bãi 100% nha anh em. Đó ha, chứ không phải mà hàng lai tạo tại Việt Nam mình đâu nha. Đó, Honda GX 35 mất anh đi Thái Lan. Đó, hàng Thái Lan xuất Nhật, hàng này hàng bãi 100% nha anh em, chứ không phải mà hàng lắp ráp mà tại Việt Nam, Thái Lan tại Việt Nam mình đâu ha. Đó, hàng Việt Nam mình là hàng là nhập về lắp ráp, còn con này là nguyên con ở bển về nha. Đó, con này là giá 3.5 triệu nha anh em. Đó, giá 3.5 triệu ha, Honda GX 35. Máy móc thì bao zin cho anh em mình 100% hết, máy móc êm ái chưa ra khói. Đó, cực kỳ là xịn sò nha. Đó, chế zin nè, thấy không? Đó, gọi vô đây là anh em biết tự hiểu là chế zin này, khỏi cần nói nè. Ở trên đây thì nó hơi chọc chóc xíu cái tem. Đó, nhưng mà vẫn còn ở đâu đẹp, rất là đẹp nha anh em. Có chân bảo vệ bình xăng nè. Đó, thấy không? Đây, 3.5 triệu nha, tùm gời, tùm lớn, bố lớn. Đó, tùm gời, tùm nhôm, tùm lớn, bố lớn ha. Đó là gáp tất cả cái loại tùm lớn hết. Cái này thiếu nữa gáp nè, cái này về zin nó không có luôn anh em. Đang để em gáp đầy đủ cho mình hết ha. Đó, tay lái là hai tay. Trời ơi, bị cảm nó khó chịu quá. Ra chết nha anh em. Hai tay lái ra chết ha, công tắc nè. Bật qua hai bên là tắt nha, còn chuyến giữa là chạy nha anh em. Qua hai bên này là tắt, còn chuyến giữa là chạy nha. Đó, Honda GX 35 UMK ha. Đó, cần không có UMK là tất cả là hàng không phải của hàng bãi hết nha. Đó, cần trắng cỏ đầu bò rồi là xin hết. Bơm xăng lên. Honda là tay trái nha anh em, tay trái hai ngón tay cũng chạy luôn nha. Rồi xăng nó hơi ít bởi vì lên ga nó hơi chậm tí xíu nha anh em. Đó, về anh em châm xăng đầy đủ rồi chạy thôi. Rồi con này thì máy móc thì bao cho anh em zin mình zin 100% ha. Đó, chỉ là thay mấy cộng dây xăng thôi chứ không có thay gì hết. Đó, thay dây xăng, thay vú xăng rồi này kia thôi. Còn bao nhiêu lại là zin 100%, máy móc chạy êm ái không ra khói ha. 3.5 triệu cho con K18. Anh em chốt hàng liên hệ trực tiếp giùm em là 0972 949 527. Rồi, bye bye anh em ha. Hẹn gặp lại clip sau.